Chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm Munchen GM6629. Munchen GM6629 là dòng sản phẩm kết hợp một bên từ, một bên mâm nhiệt. Sản phẩm được nhập khẩu từ Đức. Dòng sản phẩm sử dụng kính Scotch-Ceran. Tuy nhiên là này kính Scotch-Ceran được phủ một lớp sapphire, có thể chống xước rất là tốt. Cũng như các sản phẩm khác, dòng sản phẩm hai vùng nấu có nhiều công năng như tăng giảm công suất, ủ ấm. Đó. Ngoài ra đây bên vùng nấu nhiệt, hai vòng nhiệt. Đó. Đây là một vòng nhiệt. Và đây chúng ta ấn booster sẽ mở thêm một vòng nhiệt ở bên ngoài. Là hai vòng nhiệt. Đó. Cái bên mâm nhiệt chúng ta có thể sử dụng tất cả nồi, chủ yếu là chúng ta sử dụng nồi thủy tinh và sành sứ. Làm sao cho hợp với đáy nồi, như này là hơi bị ngoài quá, chúng ta tắt cái vòng ngoài đi. Đấy, để sao cho phù hợp với cái vòng trong vật dụng nấu. Cũng như vậy, bên từ tăng giảm công suất. Tuy nhiên bên từ chúng ta phải có vật dụng nấu sử dụng cho bếp từ. Chúng ta chọn vào và chúng ta tăng giảm công suất theo ý muốn của chúng ta, hoặc chúng ta ủ ấm 70 độ C. Sản phẩm Munchen GM6629S được nẹp một viền alu ở dưới, vát kính ở trên, và bảo hành 3 năm trên toàn quốc.